Ê nhóc, tao ngủ này mày có làm không? Gì? Mày ăn cắp cho tao cái này. Tao trả mày 500 ngàn. Zippo hả? Zippo ở đây thiếu cha gì, có mấy cái đẹp hơn sao không lấy? Tao thích cái này. Ồ, máy được quá. Máy còn tốt mà, mới ăn hôm qua. Còn đẹp lắm, anh chỉ có thử. Giá nhiêu anh? Lấy anh 5 chai thôi. 5 chai. Máy còn đẹp mà. Cao quá, 2 chai được. Đâu có bèo như vậy, máy còn đẹp mà. Máy gì chả có 2 chai. Đến giờ không chú? Thằng kia, tớ quẹt đâu? Dạ, con xin lỗi chú. Liễu hồn mày nha mày, biết đi. Tao thấy mày xuất hiện đây là mày chết cho tao nha mày. Alo, ông hả? Khó quá à. Chắc tôi không nhận ở đâu. Tôi trả lại tiền cho ông. Từ từ nào chứ em. Anh giờ thêm có lừa mà chịu đó.
suy nghĩ đi. Mẹ mày, theo tao làm gì mày? Ê nhóc, anh lừa tao đâu? Sao? Mua giấy bô hả? Nè, 200. Hàng mới á. Thôi tao lấy cái này. Khỏi lấy cái của mày đi. Bữa nay sử dụng Zippo nữa ta. À, nó đẹp quá ta. Nó mới gửi về, nó có thử coi. Thấy sao? Được không? Hàng tốt đó. Thôi bồ để lại cho tôi đi. Giận hoài, em nó gửi về kỷ niệm để. Thôi vậy.
Dạo này Lâm ăn sao rồi? Bình thường lấy dai vậy đấy bạn. Còn nhiều mánh nữa không? Chán lắm. Chán. Hai ngày nữa tôi sẽ có nó.